Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Hôm nay Tâm đang ở thực địa tại ngay đường số 12 thuộc khu đô thị Phú Quốc Nam 2. Mặt tiền đường hiện trạng là rộng 24m luôn. Hôm nay Tâm muốn giới thiệu tới quý anh chị một lô đất cực kỳ đẹp. Mặt tiền đường đây phía sau Tâm là lô đất này. Mặt tiền đường nhựa rộng 24m của khu đô thị Phú Quốc Nam, ngang 6m luôn. Đó, ngang 6m, dài 18m. Giá bán chỉ có 16.500.000 cho 1m2 thôi. Giá tốt nhất cái đường 24, rộng 24 mét hiện tại luôn anh chị. Đây, em mời anh chị đi xung quanh lô đất một vòng để anh chị hình dung nha. 108m2, ngang 6m, dài 18m. Mặt tiền đường nhựa rộng 24m. Đây, đường siêu to, siêu bự luôn. Đường số 12 này là hiện tại là rộng 24m. Là con đường gọi là lớn nhất, rộng nhất của khu đô thị Phú Quốc Nam hiện tại đó anh chị. Đấy, đối diện bên này là cánh view cánh đồng, là chỗ đây là sắp mở dự án khu dân cư nè anh chị ạ. Đây là đường 24m đây. Tổng quan của lô đất, xung quanh là khu dân cư hiện hữu ở rất là nhiều. Những cái nhà đang xây rất là nhiều luôn anh chị ạ. Đây Tâm đứng xe để anh chị hình dung được hết á. Đây Tâm đứng bên quay bên đây đường để cho anh chị hình dung. Đó. Thẳng tay Tâm đây là bên đây là chỗ đang khởi công làm dự án tái định cư của xã Duyên An hiện tại và khu đô thị Phú Quốc Nam mới. Và thẳng đây là ra khoảng tầm 1 km là đụng ngay quốc lộ 1A. Còn hướng này từ đây mình đi ra đường 15 thì cách về đường 23 tháng 10 chỉ tầm hơn 300m đường ô tô thôi anh chị. Từ vị trí của Tâm đang đứng này về trung tâm Nha Trang thì khoảng tầm 9, 8,5km thôi. Đó, ở đây ngay chiếc xe màu xanh của Tâm đây là lô đất nè. Tâm đứng quay xe ra để cho anh chị hình dung xung quanh luôn. Đó, bên đây là những khu lô đất là khu biệt thự. Còn bên đây là những nhà dân sinh sống. Anh chị cũng biết là hiện tại là khu đô thị Phú Quốc Nam thuộc Duyên An á là cực kỳ hot. Đường bê tông thì rộng từ có những đường 13m, 16m, 23m và to nhất là đường 24m thuộc đường số 12. Đặc biệt lô đất này là diện tích nhỏ nha anh chị. Tại vì đường 24 này nó có hai loại. Một là lô biệt thự, hai là diện tích nhỏ. Mà mới với diện tích nhỏ, mặt tiền đường 24m mà giá chỉ có 16,5 triệu cho 1m2. Giá cực kỳ tốt để cho quý anh chị đầu tư hoặc là xây một căn nhà. Đây. Đó, xung quanh là khu dân cư hiện hữu rất là đông đúc. Rất là đẹp đúng không quý anh chị? Anh chị cứ hình dung mà ở đây là mình có thể là mở một quán cà phê nè, hoặc có thể là làm một quán ăn, hoặc là xây một nhà cao tầng, một biệt thự, một villa đều rất là đẹp. Bởi vì ngang 6m cho nên là khi xây nhà rất là thông thoáng luôn anh chị. Từ trụ điện đây là cách vào lô đất của mình là cách vào lề là còn 2m nữa nha anh chị. Cho nên là mình không sợ bị dính trụ điện đâu ạ. Đó, giống như nhà bên cạnh đây, đặc biệt khu đô thị Phú Quốc Nam này chừa lề đường rất là nhiều. Cái lề từ lề đường ra là phải ngang ra 4m anh chị à, lề đường tới 4m lận. Và từ trụ điện và cách vào lô đất của mình là 2m. Trụ điện này là nằm giữa hai lô đất này anh chị. Cho nên là anh chị cũng không sợ là ảnh hưởng gần trụ điện đâu ạ. Rất là đẹp. Khu dân cư hiện hữu rất là đông đúc. Tâm quay qua xung quanh thì ít nhiều là anh chị cũng đã hình dung được vị trí và của lô đất rồi. Và cũng hình dung được đường xé nó như thế nào rồi đúng không ạ? Vị trí cực kỳ đẹp. Đường thì siêu to luôn. Mà giá bán cực kỳ tốt, chỉ có 16.500.000 cho 1m2 thôi anh chị à. Giá cực kỳ tốt là để mình đầu tư nè, hoặc là để mình xây một căn biệt thự villa mini để ở, hoặc là xây một quán cà phê, đều rất là tuyệt vời. Anh chị nào có quan tâm tới lô đất Tâm giới thiệu, hãy inbox cho Tâm với số điện thoại là 0899990339. Để em Tâm sẽ mời anh chị đi xem đất và cũng như là tư vấn thêm và hỗ trợ anh chị về pháp lý luôn ạ. Đó, Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người. Xin chào mọi người.